Hoành Thánh mì á. Mì Hoành Thánh có xá xíu hả? Có. Để xíu nóng rồi lấy cho. Một tí sườn. Một tí sườn còn. Hết sườn rồi em. Bây giờ xá xíu em. Tốt rồi. Bên ba tô đúng không ạ? Hoành Thánh không đúng chị? Tôi mua vợ đó đó hả? Sữa tươi hay là sữa bắp hay cái gì? Dạ. Rồi, rồi mì thảy. Thảy sao phải dính lên dây điện á. Đệ nhất mì kéo Hồng Phát, mì Hoành Thánh xá xíu, mì xá xíu hải sườn no giò xíu, mì đặc biệt hủ tiếu, mì Hoành xíu hải sản sườn, mì đem dâm hát rồi, chia ra đôi chút Hoành nhìn thấy hấp dẫn, tới trễ là hết rồi, đem dâm hát cả, cho nên là mua đã vô ăn trước, vô uống thử cái chai sữa. Rồi mì tới đây, quá hấp dẫn luôn, cái này là bao no. Đó, tô mì của mình nè, Hoành Thánh mì đó, xíu mì là mì tươi luôn nè, vừa mới quay cho nó, anh đó vừa mới quay á, quay xong rồi cắt ra làm liền tại chỗ luôn, mì tươi hy vọng là ngon nha, nước tương đó, rồi tô mì của gái, quá bự luôn, ăn hết không? Giò hả? Ăn hết không? Mì thấy ngon không? Lạ không? Cười gì cười? Ăn xong đi coi đất hả? Gái ăn tô bự ăn hết không gái? Ăn đi. Này đi câu đâu đây? Câu ở quán ao cá tư kính. Biết câu không? Câu hôm nay câu cá gì? Cá lóc. Làm đất gì có cái dép cá lóc. Mồi câu đâu? Quá trời. Đó cái gì á? Quá trời là vui. Hôm nay mục tiêu của câu mấy con? Chắc 4-5 con á. 4-5 con hả? À? Có khả năng gì không? Không biết. Chắc chị cũng gỡ tầm đó. Rồi, cái phao đang nằm ngoài quá. Ngồi hết mẹ rồi. Cá này nó ăn thật rồi. Nó qua chỗ khác là đi. Từng nút nhích. Rồi, bây giờ chờ nha. Đi đâu chơi vậy? Cái con cá ngồi á, hồi nó lộn xuống cái cá rỉ á, lộn cổ xuống cái hồ cá, cá rỉ, rửa ra. Nếu mà cá thì nó rỉ thì được, chỉ sợ nó táp vô là nó bị tét môi. Lùi ra 2 bước quay nó mới đẹp, lùi ra 2-3 bước quay nó đẹp. Cá mà táp vô sợ nó tét môi, phải không? Cá không được câu hả? Cá kêu chai nước ngọt uống đi. Kêu chai tiên dâu uống đi. Gái, một chai tiên dâu đi. Nào đây ngồi view. Ngắm view máy bay luôn. Đếm chừng 20-30 chiếc máy bay về vừa. Đây, quá đẹp luôn. Dự định là câu mấy con? Không con. Có chút bị bánh chén ăn sẵn luôn. Đâu một con này hả? Đâu cho con rửa ăn thôi. Có mấy con thì về. Hôm nay dự định câu mấy con thì về. Chắc câu được mấy con mà hỏi là bố có xác cá không? Em không có xác cá. Bên nào bên nó có. Dạ. Con có cái lần nào con câu được cá chưa? Câu được cá chim nhỏ xíu. Hay câu mấy con về gái? Không có muối. Hả? Lúc xưa câu con cá gì bên kia, cái chòi bên kia nó máy, thương bên đây quá ha.
không biết. Móc mồi nãy giờ vô là nghĩ ra kiểu này là khó câu nha, không đơn giản. Đây rất là nhiều người tham gia câu cá. Bên kia nãy có một anh là đã câu được một con. Mồi trùng nha. Nè, nguyên con trùng nè, đó, thấy chưa? Nè. Trùng này là mấy con sâu nữa. Mấy con gà, cái con sáo á. Mấy con sáo á là nó khoái hơn mấy con này không? Đó, thấy không? Móc vào vòng đầu nữa. Chưa chưa ra cho nó quất 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 con cá đó. Rồi bây giờ cầm cho đây thả ra xa. Thả xuống rồi chờ phút 30 giây. Cắm to và lớn. Gà là nguyên con hả em? Một lẩu gà là nguyên con gà hả? Bao nhiêu tiền? 4,5 triệu. Gà ta. Rồi lẩu gà mà cắm dưới chân là gà công nghiệp đó là có 200 thôi. Là nguyên con là 450. Đó là gà ta. Nấu gà lá rang hả? Nấu gà lá rang hả? Ví dụ như gà mà nấu cháo gỏi đây kia là 400 hả? 450. 450. Nấu cháo thì trộn gỏi luôn. Gỏi nấu cháo trộn gỏi. Cái gọi là làm lẩu. Gà nấu cháo làm gỏi đi. Đó là một con đó chị. Thực đơn nè. Gà nấu cháo làm gỏi đúng không? Luộc hay là cháo? Luộc gỏi lên khỏi cháo. Xong rồi hai dĩa cơm chiên. Cá chê. Gỏi. Cá mực. Mì. Cơm. Lẩu nè. Đậu hũ viên giòn nè. Chị trả tiền em bằng chuyển khoản được không? Dạ được. Ồ. Ừ, quá tốt à. Gà. Vậy một con bò. Con gà gỏi với lại cái lòng xào mướp không vậy? Với lại hai dĩa cơm chiên. Hai dĩa cơm chiên châu. Hai dĩa cơm chiên châu với lại chiên châu là một dĩa bình thường đó, nhỏ nhỏ là 80 ngàn. Hai dĩa nhỏ đi. 80 ngàn một dĩa. Chuyện cơm. Hai dĩa. Hai dĩa nhỏ đây đó là một chuyện. Anh hai. Anh dốt lên cái hồi nãy cái cây đó. Con gà làm gỏi ha. Với lại cái lòng vậy đó. Mình sợ nó sợ mướt thì gọi cho hai đứa bay ngồi nhậu đi. Nít là chỉ có trứng là sáng ăn về hết rồi đó. Giờ cái chai này là uống tới chiều. Không. Đã không? Rồi uống dữ. Uống miếng rồi. Trời ơi. Thôi cùng đi hai đứa cùng đi. Cùng hai đứa này cùng cái đứa kia đi. Đây phán đãi nè, phán đãi nè. Cũng chưa uống thằng này giật. Rồi đã không? Dạ. Ngon không? Ngon. Sướng không? Ngon. Uống chai nữa không? Rồi dạ, mấy đứa này đứng nhìn được rồi. Tôi chấm tiền mọi người. Dạ canh cá. Rồi nhóm này nó ăn nữa hả? Không ba cơ. Nó ăn gì nhiều vậy? À đã quá. Rồi cùng với này gái đi. Hành.
Trời nắng uống ngọt ngọt hay đảo quá. Ê con cá cắn chưa kìa. Con cá mới đớp. Hồi nãy không đâu có đâu. A few minutes later. Rồi. Cá chưa câu được con nào, mấy đứa nhỏ quằm hết luôn. À thấy chưa. Trời ơi. Nó quằm nè, quằm nè. Thấy chưa. Cá chưa câu sao ăn rồi. Hả? À? Cá chưa ăn rồi mình ăn trước thôi. Này. Gia đình nhà phải ăn trước nha. Này đem tiền nhiều lắm nè, biết luôn nè. Gia đình nhà nè, ăn ba rồi chắc tiền nha. Cá chưa có mẹ gì đó, ăn trước à. Ăn ba đúng không? Bỏ ăn. Tới chèn. Cho có cái hành nha. Ngon không Phát? Thành trước, bì thử tới Phát nè. Ngon không? Ngon không? Phát thử tới bì bên cuối. Ngon không? Ngon. Nhớ này. Bình thường. Còn đây. Ngon. Ngon như cơm mẹ nấu không? Giống không? Ừ. Ngon hơn hay dở hơn? Bằng nhau. Bằng nhau không? Mày về nhà ăn cơm mẹ nấu nha. Còn đây. Mới ăn sáng xong giờ đây quằm nữa rồi. Thấy ăn gì? Còn nhỏ này nữa nè. Ôi, nó trốn đây nè. Đây. Ăn gì dữ vậy? Ôi, mắt nó kìa. Rồi. Chờ tụi nhóc nó câu cá xong rồi bắt đầu mình là mới kiếm mồi nè. Rồi trước khi kiếm mồi thôi dễ khác chứ đi. Dễ khác chứ. À, dễ khác. Nằm giọng mát. Dễ khác. Chưa hè. Nhai. Hello mô tô. Đây đại gia đang ngồi đây. Cái này là cuối tuần đi kiếm dùng sông nước thư giãn buổi trưa hè nắng nóng, nhưng mà quá nóng. Đang nằm ngồi chờ mồi. Và từ sáng giờ rồi, chưa có con nào nó cắn mồi hết. Không biết hôm nay câu bằng cái mồi gì mà kỳ quá. Đây, ngoài bờ hồ. Mọi người đang thi nhau kiếm mồi. Đây. Quang cảnh xung quanh bờ hồ. Chưa nắng. Đang chờ chủ hồ xuống thả mồi câu, thả thêm cá xuống. Trời chưa hè. Nóng bức. Rồi, tới giờ thả cá. Thôi, toàn cảnh nguyên cái hồ cá luôn. Mọi người thi nhau câu. Con này 4 cái. Vớt luôn hả? Thì thả xuống con lần hả? À, một xô và mấy ký à? Dữ vậy hả? Hai khiên luôn hả? Ha đã. Rồi thi nhau câu. One hour later. Rồi dính một con rồi hả? Wow, cá này bự à. Con này cả ký không nè? Hai cái đầu bự quá trời luôn. Quá đã. Thì phải lấy cái vợt không cho nó bung nè. Trời bự quá ha. Vớt lên luôn, vớt lên lề luôn nè. Vớt lên lề trước ấy sao? Con nhịn đầu bự quá ha. Mắt cái môi nó nè. À, thấy chưa? Má dữ luôn. Ồ con này cả ký hơn luôn á. Nó chê rồi. Sợ còn đứng vô dần. Có tiếp viên rồi ra đem món mồi ra nhậu thấy chưa. Món gì đây? Kè ra hai cái cánh.
Bây giờ nha, cá chưa cắn mà mồi đầy. Ở bên kia người ta câu dính cá, còn đây là cứ gà là câu dính. Có muối tiêu rồi, có bắp cải quá trời đó. À, được, ấy đi. Ăn hay câu? Ăn hay câu cá? Câu cá hả? Nồi không? Muốn bia bọt vậy? Rồi. Sao? Con này con gì? Con cá. Rồi. Trời biết kêu như được. Sau bao nhiêu tiếng đồng hồ con được nói vậy? Sau qua tiếng đồng hồ cả gia đình câu được. Câu được, câu được. Cái này con cá chấm mừng. Dạ, dạ, dạ. Đây là chiều nay con cá, để con cá đó chiều nay về làm cái gì ăn? Chiều nay về làm lẩu ăn rồi. Nấu ăn hả hay là nuôi? À bố ăn, chỉ là chết mới ăn hả? Khi nào chết, chết ăn, ăn nó béo là bố em đi mà đi đúng người nó không ăn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye. Bye. Ôi, con cá. Ở đâu cũng.